sao mà mẹ kết hôn với ba vậy? Với một người tính cách như mẹ thì con nghĩ là mẹ sẽ không thích một người như ba đâu. Mà hồi đó ba mẹ gặp nhau sao vậy? Chào cô. Cái gì vậy? Cô ở đội Taekwondo của trường đúng không? Tôi có coi cô thi đấu mấy lần. Tôi là fan của cô á. Cảm ơn nha. Còn tôi ở đội bóng chuyền. Vậy cho dễ nói chuyện hả? Tôi xin lỗi. Thoải mái hơn chưa? Thiệt ra tôi cũng biết anh. Có mấy lần tôi nhìn thấy anh ở trường mà. Thiệt vinh dự cho tôi quá. Vinh dự gì chứ? Ủa, mà sao anh vô bệnh viện vậy? Bộ anh cũng bị thương hả? Tôi bị chấn thương ở vai, phải nằm ở đây theo dõi 15 ngày. Chỉ có theo dõi thôi hả? Ừ. Anh may mắn hơn tôi rồi. Chân cô bị sao hả? Tôi bị nứt xương. Mặc dù đã được bó lại rồi, nhưng mà bác sĩ nói mai mốt tôi mà vận động mạnh nữa là khỏi đi lại được luôn á. Đau. Xin lỗi. Thật ra tôi cũng thấy trường hợp này nhiều lần rồi. Cái gì? Anh nói cứ như là anh bị thương nhiều lần lắm rồi á. Đây là lần thứ tư của tôi rồi đó. Lần thứ tư? Ừ. Vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục chơi bộ môn này hả? Tôi không được thông minh cho lắm, nên phải cố gắng làm tốt công việc này thôi. Phải cố gắng tới cùng chứ. Có một vận động viên nói câu này hay lắm. Tôi có thể chấp nhận thất bại, bởi vì con người trong cuộc đời không ai chưa từng thất bại. Nhưng tôi không thể nào chùn bước mà không cố gắng. Hả? Đó là câu nói của một vận động viên nổi tiếng. Anh ta nói hay lắm đúng không? Không thể nào chùn bước mà không cố gắng. Cũng đúng ha. Khoan đi đã. Em đi uống cà phê với anh cha. Hả? Anh không phải biến thái đâu. Anh tránh ra coi. Hấp qua. Anh uống cà phê với anh đi. Anh buông tay tôi ra coi. Thôi mà đi đi mà. Hai người đang yêu nhau hả? Không. Không phải yêu. Nhưng mà. Vậy thì em bắt phải gì của anh. Em đi uống cà phê với anh nha. Anh nói thiệt đó, anh không phải biến thái đâu mà. Nếu mà em có coi bản tin về thể thao á, thì em có thể biết anh. Anh là Hoàng Mạnh Tường, cầu thủ số 34 của đội tuyển bóng chuyền thành phố. Chỉ là thành phố thôi mà, chừng nào lên quốc gia hãy nói chuyện. Cái gì? Hoàng Mạnh Tường? Huyền thoại bóng chuyền Hoàng Mạnh Tường hả mẹ? Trời, qua wow. Sao tiếc vậy? Hồi đó mà mẹ mà kết hôn với Hoàng Mạnh Tường thì con bây giờ đã là hoàng trạng nguyên rồi. Mẹ, mẹ kể tiếp với con cái chuyện hôm qua đi. Chuyện hôm qua là chuyện gì? Dạ thì là ông Hoàng Minh Tường cứu mẹ đó. Mà ba làm cách gì để đá ông ra vậy? Đá gì mà đá. Lúc đó ba con đột ngột nhận được một án tử hình. Án tử hình? Như anh thấy đó, xung quanh vòng tròn này đã bị xé nát hoàn toàn. Nếu muốn trị dứt điểm thì phải làm sao bác sĩ? Không khả năng điều trị hoàn toàn đâu. Nên anh không được chơi bóng nữa. Nếu còn tân bóng thì ba anh có thể sẽ không cử động được nữa. Tại sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Thôi, anh thật sự cũng không biết tại sao nữa. Anh biết bữa trước anh nói về bản thân của mình như vậy là hơi quá. Nhưng mà nói thiệt với em,
số lượng mấy đứa con gái mà theo anh á nhiều tới mức 60 chiếc xe tải 10 tấn còn chở chưa hết nữa. Nếu như vậy tại sao anh không lẻo đẻo theo một trong những người đó đi? Anh theo tôi làm cái gì vậy? Có phải là vì cái tên Minh Ngọc ngờ ngợt mà bữa trước anh gặp mà em đối xử với anh như vậy không? Anh chàng đó là ngôi sao của giải bóng chuyền chuyên nghiệp năm nay á, rất xứng với em. Nếu là anh á, khi mà được anh ta tỏ tình, anh sẽ không ngần ngại nói cảm ơn, rồi đồng ý hẹn hò liền luôn. Anh nói thật lòng chứ? Vậy nếu như bây giờ anh thích em, anh có giữ em lại không? Anh không muốn chiến thắng người đó dù chỉ một lần hả? Anh xin lỗi. Nói thiệt, anh là kẻ phát bóng chuyên phá hoại đội nhà. Hơn nữa, bây giờ anh cũng không còn cơ hội chơi bóng, thì làm sao mà đấu với anh ta được. Tại sao mà anh có thể nói ra được câu đó vậy hả? Con người đầy niềm tin chiến thắng của anh trước đây đã mất tiêu rồi. Tại sao bây giờ anh giống như kẻ trích trôi vậy hả? Trước đây anh từng nói với em mà, anh nói là không bao giờ chùn bước nếu như chúng ta không cố gắng hết sức. Vậy mà bây giờ anh nói câu đó. Tại sao anh không nghĩ là anh sẽ chiến đấu với người đó dù chỉ một lần chứ? Trời ơi, sao ba lại cúi mình trước Hoàng Minh Tường như vậy? Ba thiệt là. Nhưng rồi một ngày, trường của Hoàng Minh Tường và trường của ba con gặp nhau trong một trận đấu từ thiện. Đó là lúc trước lễ tốt nghiệp một tháng. Sao nữa mà? Thôi đủ rồi. Sao mà đủ được? Mẹ đang kể mà. Mẹ kể tiếp đi mẹ. Trường của ba đấu giải từ thiện với ông trường Hoàng Mạnh Tường rồi sao? Kết quả sao? Dạ. Cái thằng này, thí dụ mà con đi học cũng tập trung giống vậy thì đỡ biết mấy ha. Thôi đi học khác. Còn mày kể chuyện mà, mẹ phải kể cho hết câu chuyện chứ. Sao nữa mẹ? Kết quả sao mẹ? Sao là sao? Trận đấu là do trường Hoàng Mạnh Tường đơn phương yêu cầu. Tên Hoàng Mạnh Tường đó muốn chứng minh vị trí số 1 trong làng bóng chuyền chuyên nghiệp của mình nên không ai cản được hết. Tên này đúng là châu bò mà. Còn những cú đánh chí mạng không ai đỡ nổi. Kỹ năng của hắn còn vượt trội hơn cả ghi ba nữa mà. Tới khi điểm số là 24-5, Hoàng Mạnh Tường vẫn đang trên đà ghi điểm. Huấn luyện viên ơi, cho em ra sân nha. Đâu còn đang bị thương mà. Không sao đâu, anh cho em ra sân nha. Không được. Huấn luyện viên à, em xin anh đó, một lần này thôi cho em ra sân chơi nha. Lúc đó ba ra sân hả mẹ? Ngay từ đầu trận đấu đã được phân thắng thua và không ai quan tâm kết quả. Nhưng chỉ đối với ba con, đó là một trận đấu rất quan trọng. Nếu còn tâm bóng
thì ba em có thể sẽ không cử động được nữa. Đúng là tuyệt vời luôn á. Phải đó, lúc đó ba con ba lần phát bóng đều được ghi điểm hết luôn. Thì rồi sao nữa mà? Rồi sao hả? Sau đó thì em xin lỗi, cũng tại em hết. Chỉ vì một câu nói của em thôi mà anh bị ra nông nổi như vậy. Không đâu, nếu như em không nói, anh cũng muốn dồn hết sức mình để đấu với người đó một trận cuối cùng. Vì anh biết cả đời anh sẽ không có cơ hội lần thứ hai để đấu với người đó nữa. Lúc anh phát quả bóng cuối cùng, câu nói đó đã xuất hiện trong đầu anh. Không thể chùn bước khi chưa cố gắng hết mình. Ngay lúc đó anh đã phát hiện ra một điều: khi anh chưa cố gắng hết sức, anh không thể nào chùn bước dù chỉ một chút. Anh không biết sau này anh có thể tiếp tục chơi bóng nữa hay không, nhưng anh biết chắc một điều rằng tất cả mọi việc trong cuộc sống, khi chúng ta chưa cố gắng hết mình thì không thể nào chùn bước. Hòa, anh yêu em, yêu ở bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời của anh. Em biết không, chúng ta đang tiếp tục đến với lại chương trình 365 này. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại Hoài thì chứ. Hoài gì Hoài anh? Chạy cái đó ngoài răng môi lẫn lộn anh chứ Hoài. Trời, tại cậu chưa chạy lần nào cậu không biết thôi. Cảm giác mà ngồi trên mấy chiếc đó như đi tàu bay vậy. Bố chạy rồi sao mà anh biết rằng vậy? Ở đó tôi có được chạy một lần rồi. Dạ chú. Con thấy chú làm sao? Dạ sao là sao chú?
Ý là con nhìn chú mặc nguyên bộ đồ nè, con thấy chú đẹp không? Dạ, chú mặc đẹp lắm. Phải hả? Dạ. Sao giống như con khen cho có vậy? Con nói không có chút thành ý gì đó. Bây giờ con nhìn thẳng vô chú nè ha. Con nói đi, nhìn chú giống ai? Con nhìn chú giống Tom Cruise hay là giống shipper? Con cứ nói thiệt đi, nhìn chú giống ai? Dạ, con đâu có biết Tom Cruise là ai đâu. Mà cũng không có shipper nào mặc như chú hết. Nhìn chú giống ninja rùa hơn á. Cái gì? Dạ. Ý con nói là chú ăn mặc gì giống như phim hoạt hình vậy hả? Dạ không, con không có ý đó đâu. Tại chú kêu con nói thiệt mà. Nói thiệt thiếu gì lời nữa nói thiệt. Ý con nói chú giống ninja rùa là cái mặt chú ngu như con rùa vậy hả? Con không có ý đó đâu chú. Con xin lỗi chú. Con nhỏ này thiệt tình. Anh đang làm cái gì đó? Dạ, chú mới về. Đâu có làm gì đâu. Anh muốn ôm lại kỷ niệm xưa thôi. Nghĩ gì mà mặc bộ đồ này? Tháo bộ đồ này ra. Thôi mà, anh chỉ muốn lái mô tô thôi mà. Không có mô tô gì hết đó. Em nói là cởi bộ đồ này ra. Thôi mà em, anh lái mô tô nhìn anh hoài phong lắm luôn á. Thiệt á, nhìn anh phong độ lắm á. Em không thấy điều đó hả? Em, anh lái mô tô đẹp mà ha. Anh mặc bộ đồ này đẹp ha. Em đã nói là cởi bộ đồ này ra. Anh quên hết những gì anh hứa với em rồi hả? Lại đi đây dạ? Ủa ai vậy anh Ngọc? Im! Anh nói là anh mua mô tô. Anh mua mô tô là để chở gái đó hả? Không phải vậy đâu. Đây là Nhi, là đàn em khóa dưới của anh á. Cái chân của cổ bị đau cho nên nhờ anh chở tới bệnh viện. Chứ không phải gì đâu, đúng vậy không Nhi? Dạ đúng rồi, nhưng mà chị là ai vậy? Tao là bà nội của mày nè, bà chân cô nó hát đừng quỷ. Ê, bỏ hả? Anh đang nỉ em mà thôi. Ui da. Bình tĩnh lại. Nè, tôi nói cho anh biết hay chưa? Hôm nay anh chọn đi. Một là tôi, hai là mô tô. Em với mô tô liên quan gì tiền bắt anh chọn? Chọn đi. Từ tiếp tài ơi. Sao chưa gì giờ bắt chọn? Để đấu tranh tư tưởng đó coi. Tôi đếm tới ba. Mà anh không chọn là anh biết tay tôi. Một. Em có chắc chắn chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ lắm rồi. Được. Là anh chọn đó nghe chưa? Ừ. Anh chở anh về hả? Gì vậy? Kể từ bây giờ, suốt cuộc đời còn lại của anh không bao giờ được đụng tới chiếc mô tô nào nữa. Chết! Anh còn nhớ lời hứa với em không? Anh muốn lái mô tô. Trời ơi, mình ngu vậy không biết. Anh nói cái gì? Bây giờ anh có rảnh không? Tôi hỏi là bây giờ anh có rảnh không? Ủa, xe máy này của ông Nguyên nó mượn mà. Sao lại để đây? Cái thằng này không cất xe cẩn thận gì hết. Anh đang làm gì đó? Hèn chi mà đợi hoài không thấy vô. Thì ra là ở đây thử chiếc xe máy đó đó hả? Tại anh thấy chiếc xe nó để đây sẵn có chìa khóa trong xe nè. Cho nên anh định đề thử thôi à. Thằng Nguyên này thiệt tình á. Kêu đem trả chiếc xe máy mà cứ để đó hoài à. Em. Gì? Sẵn chiếc xe để đây anh mượn anh chạy vòng vòng trong khu nhà mình chút nha. Anh định chạy nữa hả? Tại
xe này xe máy mà, chứ đâu phải xe mô tô đâu. Anh chạy một chút thôi. Anh muốn lái lắm hả? Vậy thì lái đi. Tiền hả? Rồi sẵn tiền á, lái thẳng tới tòa ký đơn ly hôn luôn là vừa. Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này, lòng tôi lại nhớ về một người phụ nữ. Mùa thu 5 năm trước, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi như một ảo ảnh, rồi trong giây lát vụt biến mất như sen. Giống như người ta tiếc nối mùa thu ngắn ngủi, tôi cũng luôn nhớ về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Minh Sen. Chính chiếc áo khoác này đã giúp tôi và Michelle gặp nhau. Kỷ niệm với cô ấy vẫn lưu lại trong chính chiếc áo này. Mọi chuyện như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Trời đất ơi, trong phòng nóng muốn chết mà anh mặc áo gì ghê vậy? Anh định đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu? Bây giờ là mùa thu rồi, cho nên anh muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút mà. Anh đi nha. Vì đã mùa thu đi ngắm cảnh, làm như lãng mạn vậy lắm. Không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến nơi mà tôi và người phụ nữ đã gặp nhau lần đầu tiên. Mùa thu này, không biết cô ấy đang ở đâu và đang làm gì. Je m'appelle Michel. Cô nói cô tên là Michel à? Tôi tên Minh Ngọc. Minh Nhóc? No no no, không phải Minh Nhóc mà là Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Ok ok, đúng rồi. Les prénoms mignon et si joli comme une rubis en plein automne. Cái tên Michel thật là đẹp, rất hợp với mùa thu này. Cậu ơi, không biết bây giờ cô có đang nghĩ đến tôi không? Tuy rằng tôi và cô ngôn ngữ bất đồng, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Mignon, je pense la même chose que toi. À tes côtés, j'ai l'impression que Saigon devient si proche, si familier. Des paysages ici ressemblent au quartier où je suis né en France. Nghe cô nói, tôi rất vui. Trong mắt của tôi, cô giống y như người đẹp Tây Đô vậy. Est-ce qu'on se reverra?
Cô có sao không? Cô... Michelle, cô sao vậy? Chẳng lẽ cô gì cái này? Michelle à, cô bị sao vậy Michelle? Quelle mauvaise laine et cette odeur d'ail. Ô đẹp đây. Eau de drap. Michelle. Eau de drap. Chú Julien. Sao con? Con tự đi về một mình được mà. Nói đâu có sao đâu. Tại vì sẵn đây là mọi người đi dạo luôn mà. Đúng rồi đó, hồi nãy ăn nhiều quá, bây giờ đi cho nó tiêu bớt. Với lại á, không khí hôm nay cũng mát mẻ nữa, đi dạo về ngủ ngon hơn. Nè, mày có thấy không? Hết cái con đường công viên này là tới nhà con rồi. Dạ. Muốn mua gì khác chứ trời. Cái anh kia tự nhiên đốt rác vậy ta? Ơ, chú Ngọc. Ê, Tâm Anh. Tâm Anh. Julia. Ồ, anh Ngọc. Ồ, sao hai chú cháu đi chung vậy? Dạ, con mới qua nhà của chú Julian ăn tiệc thịt nướng, cho nên bây giờ mọi người đưa con về luôn. À, thì ra là vậy. Dạ, à, chào anh. Em là Quốc, ở chung nhà với Julian hả? À, dạ. Còn em là Mai, cũng ở chung nhà với Julian luôn. À, nhìn chào hai đứa. Đẹp trai quá ha. Ủa, anh già rồi đẹp trai gì? Nè. Cần phải vậy không? Xúc nè. Thôi mình đi chứ Julian. Đi. Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Julian. Dạ. Em mới vừa nói câu gì đó? Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Dạ. Cái câu mới vừa nói tất thì luôn. Nghĩa nó là cái gì? Mauvaise haleine hả? Đúng rồi, nghĩa nó là cái gì? Dạ, bằng tiếng Việt có nghĩa là hôi miệng á. Dạ. Hôi miệng. Dạ, có nghĩa là miệng mình quá hôi, mùi nó bốc ra từ miệng mình á. Vậy còn cái câu odeur nghĩa là gì? Odeur d'ail á. À đúng rồi, có phải là chào tạm biệt không? Dạ không. Vậy chắc chắn là hẹn gặp lại rồi đúng không? Dạ không phải anh. Odeur d'ail á là có nghĩa là mùi tỏi anh. Mùi tỏi. Dạ có nghĩa là cái miệng mình hôi mùi tỏi quá anh. Trời ơi! Ai đốt lửa đây chứ vậy? Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Ô đẹp đây. Mauvaise haleine. Đúng rồi, nghĩa nó là cái gì? Dạ có nghĩa là miệng mình quá hôi, mùi nó bốc ra từ miệng mình. Odeur d'ail là có nghĩa là mùi tỏi anh. Mùi tỏi? Dạ có nghĩa là cái miệng mình hôi mùi tỏi quá anh.